Hello, SV Studio YT xin chào mừng mọi người lại với channel review nước khoáng Mạnh Tuấn nha. Hiện tại là buổi trưa ngày thứ năm, thì thời tiết hiện tại ở Sài Gòn nó rất là đẹp. Ban ngày thì trời nó nắng, nó ấm nhẹ và chiều chiều thì se se. Tại vì chúng ta đã đến những cái ngày cận Noel, những cái ngày cuối năm, thì đây là cái thời gian mà tôi nghĩ là dân Sài Gòn, dân chơi nước hoa Sài Gòn có gọi là có cái sự đa dạng khi mà chúng ta có thể trưng đổ ra những cái chai thuộc cái nhóm mùi thu đông, nó hơi ấm chút xíu, nó hơi ngọt ngào chút xíu, nó gỗ chút xíu. Chứ còn những cái ngày khác trong năm thì nó nóng, thì Sài Gòn không thể nào xài được những cái chai như vậy ha. Thì trước khi Tuấn review thì cũng ngồi chia sẻ chút xíu cho các anh chị em nào gọi là quan tâm hay là có cái sự đồng cảm. Cái giai đoạn của năm nay thì một cái năm đó rất là thê lương về kinh tế ha, không chỉ riêng Tuấn, không chỉ riêng bất kỳ ai mà tất cả mọi người khó khăn trong việc kiếm tiền, rồi công việc này kia bị bê trễ, hay là có nhiều người còn mất việc nữa, cho nên là cái tình hình chung nó rất là khó khăn. Mà năm nay mình còn dính cả tam tai nữa giống như là cảm giác như tam tai á. Trước đây thì mọi người cũng nhớ là mấy cái clip trước là Tuấn chia sẻ Tuấn bị đau vai gáy rất là nặng luôn, đến độ mà ngủ không được hay là quay cổ không được, thì phải mất hơn một tháng trời là phải đi điều trị vật lý trị liệu, hay là phải đi bấm huyệt, phải đi dùng gọi là đông y để mà chữa chữa xong cái là mới tháng trước, là trước ngày sinh nhật của Tuấn khoảng 10 ngày là Tuấn phải nhập viện cấp cứu tại vì bị sốt xuất huyết. Thì có thể là do cái giai đoạn vừa rồi khi Tuấn trồng cây nhiều trong nhà, thường thì ở trên lầu 10 như Tuấn thì muỗi nó cũng ít lắm. Đợt vừa rồi thì trồng cây quá nhiều trong nhà và không để ý tới những cái dĩa mà lót nước thừa, nó bị đọng nhiều nước, cái nảy sinh ra lăng quăng với muỗi. Thì các bạn chú ý khi các bạn trồng cây thì các bạn đừng để nước nó bị đọng ở dưới cái dĩa nhiều nha. Và khi chúng ta tưới hàng ngày á, thì cái nước nó có cứ lưu cũ rồi này kia thì muỗi nó dễ đẻ trứng và nó thành lăng quăng. Thì cũng có thể là do như vậy mà cũng bị muỗi chích và sốt xuất huyết. Thì trước giờ thì chúng ta nghĩ sốt xuất huyết nó thuộc về một cái bệnh nó cũng không có gì nghiêm trọng đúng không? Hay là nó thường là con nít nó dễ bị nè. Rồi cũng không đến nỗi là nghiêm trọng lắm. Thì cái đó là một cái sự chủ quan, mà sau cái lần này là Tuấn rút ra một cái bài học là chúng ta đừng bao giờ chủ quan ở bất kỳ một cái vấn đề sức khỏe nào, dù là nó ở cái phương diện là nó thấp nhất. Thì khi Tuấn bị sốt á, trước đó là Tuấn đi hát thì Tuấn mắc mưa, cho nên cái ngày hôm sau Tuấn bị sốt Tuấn nghĩ là chắc mình bị cảm thôi, cũng không có vấn đề gì. 2 ngày Tuấn uống Efferegan hay những cái thuốc chuyên về sốt để hạ sốt á, Tylenol này kia, thực sự là nó không giảm sốt được. Thì sau đó thì anh ruột Tuấn qua thì mới kêu Diác về, là bên cái đơn vị họ lấy máu xét nghiệm á, thì khoảng 5 tiếng sau trả kết quả thì mình bị dương tính với lại sốt xuất huyết. Lúc đó là ngày hôm sau là làm thủ tục nhập viện ngay. Và một cái điều nói thiệt với quý vị là giống như nhiều người nói, ông bà nói cái câu là gì, khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có rất nhiều thứ. Các bạn biết là những cái tháng Tuấn bệnh á, thì Tuấn đâu có ra clip review nước hoa đâu, và ngay cả cái việc mà xịt nước hoa ngày mình cũng không có cái hứng thú gì luôn á. Cái người mà có sức khỏe thì mới có được những cái đam mê, những cái sở thích, những cái công việc, những thứ xung quanh. Nhưng mà cái người không có sức khỏe thì chỉ mong cầu có sức khỏe mà thôi. Cho nên đây là một cái điểm mà rút ra một cái bài học nó rất là nghiêm túc. Chúng ta cần phải lưu ý đến cái sức khỏe của bản thân và đừng có chủ quan ở bất kỳ một cái triệu chứng gì khi mà chúng ta dính phải, và chúng ta phải theo dõi nó. Thì đợt vừa rồi khi mà Tuấn nhập viện á, là cái lượng tiểu cầu trong máu nó đã tụt nghiêm trọng. Khi mà đi cấp cứu á, thì bác sĩ xét nghiệm và warning một cái điểm là cái khả năng mà Tuấn bị xuất huyết não hay là xuất huyết nội tạng rất là cao. Tại vì tiểu cầu trong máu chúng ta là cái tế bào nó làm cho máu nó đông, thì không hiểu lý do vì sao mà cái tiểu cầu của Tuấn nó tụt xuống dưới 11.000, trong khi cái mức độ tiểu cầu ở người bình thường thì phải trên 300 ngàn, 400 ngàn. Thì này là theo bác sĩ nói là như vậy. Thì nó tụt đến mức độ mà nếu chẳng may mà Tuấn bị xuất huyết ở trong hay là chảy máu như thế nào đó thì cái khả năng mà không đông máu được và mất máu thì nó rất là cao và rất là nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng luôn. Thì đó là cái điểm mà mình chủ quan khi mà sau 1 ngày rồi tới 2 ngày mình không có cái biện pháp mình hạ sốt không được á, mà mình cứ nghĩ nó là cảm cúm này kia. Thì hiện tại VNVC đã có vaccine tiêm ngừa sốt xuất huyết. Các bạn nào gia đình có trẻ em hay là người lớn thì nên ưu tiên để đi tiêm ngừa và tiêm cho chính các bạn nữa, chứ chúng ta nghĩ bệnh không có quan trọng hay là không có này kia rồi chúng ta sẽ lướt qua thì chưa chắc đâu nha. Cái bệnh này nó nguy hiểm lắm nha.
tới giờ mà tôi thấy con muỗi nó bay nó bị ám ảnh luôn. Thì có tới 4-5 chủng virus của sốt xuất huyết rồi thì mình mới bị cá thì mình chết, mới chỉ được miễn dịch có một loại thôi, cho nên cũng phải trên tinh thần là sẽ phải đi tiêm ngừa sốt xuất huyết. Ok, thì đó là những cái chia sẻ và cũng giải thích với mọi người lý do vì sao mà cái thời điểm vừa qua Tuấn không có một cái hứng thú gì. Khi mà Tuấn bệnh á, nói thiệt với mọi người là nó giống như là cái cảm giác khi mà bị Covid á. Lúc đó thì không bị mất khứu giác nhưng mà lại cái lưỡi nó đắng đến mức độ mà uống nước nó cũng đắng cái họng luôn. Mà khi bị sốt xuất huyết thì bác sĩ là yêu cầu một ngày là phải uống từ 2 tới 3 lít nước, uống càng nhiều nước càng tốt. Mà Tuấn uống không nổi luôn á, tại vì cái miệng nó đắng nghét luôn á, không ăn gì được. Nói thiệt là sốt bị xong là mình rớt 5 kg. Hiện tại rất là ốm nhom nhưng mà cũng đang hồi phục dần và đang bồi bổ cơ thể, thì mấy hôm nay là Tuấn khỏe rồi. Và thực sự là cái lúc mình bệnh đó, thì mình mới ý thức được cái tình cảm gia đình rồi những cái người bạn bè này kia họ quan tâm, họ thương mình như thế nào. Thì nhiều khi chúng ta trong gia đình thì chúng ta thường bỏ qua, cũng là cái dạng chủ quan á, dù gì cũng là ba mẹ mình, cũng anh chị em mình, cũng vợ con mình rồi này kia, thì mình thường không lưu tâm tới những cái mối quan hệ mà quá thân mật như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái sự cố gì xảy ra về sức khỏe rồi chúng ta nằm viện rồi này kia, thì lúc đó mình mới cảm thấy cái sự ấm áp của người thân, của gia đình, khi mà anh chị em trong nhà đến để mà chăm sóc cho mình rồi, kiểu như gọi là bỏ công việc, gác công việc qua bên để tới lo cho mình. Thì cái đó là cái điểm mà Tuấn cũng ghi nhận ra rất là nhiều điều trong cái quá trình nằm bệnh. Rồi thêm là cái cảm giác khi mà các bạn nằm bệnh viện, nó đối với Tuấn thì thật sự nó rất là kinh khủng. Sau 1-2 ngày nằm rồi không biết cái tiến độ sức khỏe của mình nó đến đâu, nó có nguy hiểm hơn, nó có nguy kịch hơn hay không, và không biết nó kéo dài bao lâu, rồi có phải làm những cái gì nghiêm trọng hơn như là bắt đầu truyền máu hay cái gì đó hay không. Thì mình vừa lo mà mình vừa cảm thấy bị tù túng. Đôi khi chỉ thèm những cái thứ cực kỳ đơn giản như đi xuống uống một ly cà phê, hút điếu thuốc, hay là đi lòng vòng ngoài đường thôi. Nó giống như cái cảm giác khi mà cái mùa dịch chúng ta bị cầm tù trong nhà đó. Thì đừng như Tony, hãy chú trọng đến sức khỏe và lưu tâm đến những cái triệu chứng nhỏ nhặt nhất của mình. Đó, đừng có chủ quan vậy thôi, để chúng ta còn tiếp tục vui sống. Chứ khi mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta thực sự không thể nào chúng ta enjoy được bất kỳ một cái gì. Nguyên cái tủ nước hoa của Tuấn là 2 tháng vừa rồi là đóng bụi, ngay cả xịt mình cũng không xịt luôn, tại vì đâu có khỏe đâu mà enjoy đó mọi người. Cho nên là ok, đó là những cái chia sẻ để mà các bạn trong cái mùa này, nó đang mùa mưa, Sài Gòn nó có nhiều muỗi, nó thành những cái ổ dịch sốt xuất huyết, thì các bạn phải tự phòng bị và tự phòng ngừa cho chính mình và cho chính gia đình của mình, con cái của mình, cha mẹ của mình. Thì cái này là cái kinh nghiệm mà vừa rồi Tuấn trải qua, cho nên Tuấn chia sẻ ha, hơi dài dòng. Ngày hôm nay vì sao Tuấn review? Tuấn review ngày hôm nay vì một cái chai mà thực sự mình rất là thích, mình thích vô cùng, mới cầm về. Thì đây là một cái hãng nước hoa Indo. Mọi người thấy không? Hiện tại là những cái quốc gia gọi là châu Á nó đang lên ngôi, và những cái hãng nước hoa gọi là mang cái tính chất cultural về văn hóa rồi này, cái Á Đông á, nó dần dần nó đang định hình đến. Thì cái chai này là một cái chai của một cái hãng Indonesia là Mykonos. Lần đầu tiên tôi biết tới cái này, và hãng này thì cũng chưa có xuất hiện trên Fragrantica luôn. Nhưng mà khi mà Tuấn tò mò về cái nốt mùi trong chai này và cầm về thì thật sự là Tuấn phải review ngay, tại vì cái mùi nó quá đã. Mọi người có thấy phía sau Tuấn trồng cây gì không? Đây là cây lá dứa. Lá dứa đối với văn hóa Việt Nam thì nó quá gần rồi. Trong chè cũng có, trong món xôi cũng có, hay là hàng ngày nấu cơm chúng ta bỏ lá dứa vô nó cũng rất là thơm. Rồi rất là nhiều thứ, bánh trái rồi này kia làm từ lá dứa. Nó là một cái mùi nó thuộc về cái văn hóa Việt Nam luôn rồi, văn hóa của Đông Nam Á luôn rồi. Thì đây là cái chai mà khi Tuấn nghe tới có cái nốt pandan leaves, có nghĩa là lá dứa, tiếng Anh là pandan leaves, là Tuấn hốt về ngay để Tuấn xem cái mùi lá dứa trong cái chai này như thế nào. Thì thật sự khi vừa rồi Tuấn mở ra Tuấn xịt đó, Tuấn feel, Tuấn phê vô cùng luôn, Tuấn thích vô cùng.
Vì lá dứa trong nước hoa thì Tuấn gần như Tuấn chưa thấy một cái chai nào có cả. Tại vì đây là một cái loại thực vật chắc là ở cái vùng châu Âu người ta không có trồng được, cho nên người ta không có khai thác. Nhưng mà ở Việt Nam hay là ở những cái nước lân cận như Thái Lan, Indo này kia thì đầy ha. Thì lần đầu tiên Tuấn thấy trong nước hoa. Và khi Tuấn cầm về Tuấn xịt đó. Với cái giá nó quá rẻ. Hiện tại các bạn có thể order trên Shopee có luôn nha, tại vì bây giờ Shopee nó có liên kết với lại những cái nước lân cận trong khu vực Đông Á rồi. Thì cái chai này nó khoảng 30 đồng xing, nó bán ở trên Shopee. Các bạn đặt Shopee ở Indo hay là Singapore hay là Thái Lan về thì cộng thêm tiền ship đồ này kia mình không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái chai này chỉ có 30 đô xing. Tính ra thì nó khoảng rơi vào khoảng 500 ngàn, 600 ngàn gì đó ở cái tỷ giá như vậy. Thì cái chai đó chỉ 50 ml thôi. Thực sự cái thiết kế thì cái hộp nó như vậy. Nó hơi gần gần với lại những cái chai nước hoa Thái Lan. Nhưng mà cũng gọi là giấy thôi, nhưng mà cũng khá là nó không có bị ọp ẹp các bạn. Thì cái chai nó cũng làm theo, nó giống như cái một cái chai như hồi xưa tôi có một cái hãng gọi là nó hơi cổ điển, quên rồi, quên tên rồi. Thì cái kiểu như vậy. Ngoại hình nó không có gì xuất sắc. Nói chung là với cái giá thành nó quá rẻ như vậy thì ngoại hình không có gì là xuất sắc, nhưng mà cũng không phải là quá tệ ha. Thì đây, cái mùi của chai này á, họ ghi ở trên chai là pandan sticky rice, có nghĩa là sticky rice là xôi và pandan là xôi lá dứa. Thì một cái hãng của Indo họ làm cái mùi này. Cái line này mình không nhớ là bao nhiêu chai. Nhưng mà thấy có một sĩ về thì Tuấn tò mò cái mùi này và Tuấn 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 ngửi thử. Thì trên cái chai á, là họ có để cái hình vẽ của lúa, của lá dứa, của hoa, giống như hoa sứ gì đó mọi người. Thì Tuấn đã xịt cái chai này rồi và thật sự Tuấn rất thích. Tuấn rất thích cái mùi á, nó thật và nó gần gũi đến cái mức độ mà khi Tuấn mới xịt ra và Tuấn ngửi cái lên Tuấn chảy nước miếng. Nó giống như mình đang cầm một cái bánh lá dứa, mình ngửi á, cái mùi lá dứa. Thì thật sự nếu nói về hương liệu, lá dứa không phải là một cái cây mắc tiền, mình trồng đầy, các bạn mua về cây có mấy chục ngàn các bạn trồng rồi, các bạn lâu lâu các bạn ra cắt lá, các bạn nấu cơm rồi này kia, một cái hương liệu nó rất là bình dân. Nhưng mà khi nó lên nước hoa thì nó mang lại một cái yếu tố văn hóa đậm đà luôn. Chảy nước miếng. Khi các bạn mới sinh ra các bạn sẽ nghe một cái mùi lá dứa thuần túy và nó có một cái độ creamy, cái độ ngọt và hơi bột bột của gạo. Thì bên đây á là Tuấn xịt trước rồi. Bắt đầu khoảng 1 tới 2 tiếng sau bắt đầu nó dry xuống, nó đẩy lên một chút mùi hoa. Và nó có một cái độ hơi hơi ngọt mọng mà Tuấn nghe ra rất rõ như mùi hoa sứ, mà sứ đỏ nha, phải sứ trắng nha. Thì trong cái bảng mùi của cái chai này á, theo Tuấn nhớ là họ có tầng đầu tiên là có mùi gạo, mùi gì? Lactonic mà là mùi sữa. Rồi sau đó cái tầng thứ hai là sẽ có những cái hoa trắng như là hoa nhài, hoa linh lan, hoa y lan và mùi lá dứa. Còn cái tầng hậu á thì có mùi gì, gỗ đàn hương với cái gì nó quên rồi. Nhưng mà thật sự các bạn thấy nhiều nốt như vậy nhưng mà cái mùi lá dứa là một cái mùi áp đảo, gọi là cái mùi nó 80% là mùi lá dứa, còn lại các bạn chỉ nghe thoang thoảng mùi hoa. Hoặc là sau khi nó dry down xuống, cái mùi lá dứa nó nhạt đi rồi á, các bạn sẽ nghe ra một chút gì đó, nó hơi giống mùi hoa sứ đỏ, gọi là hoa sứ trắng nó khác hoa sứ đỏ. Cái điểm là hoa sứ đỏ nó có cái độ hơi ngọt, nó hơi mọc mọc ngọt ngọt ở trong cái mùi hoa sứ. Thì cái hai cái mùi đó nó khác nhau là như vậy ha. Để coi cái bảng mùi nó như thế nào. Thì theo đánh giá của mình sơ bộ về cái chai này là mình xịt cách đây khoảng hơn 2 tiếng thì cái mùi nó chỉ lưu trên da Tuấn nó rơi vào khoảng 3 tới 4 tiếng thôi, không phải là một cái mùi dai đâu. Nhưng mà khi các bạn mới xịt ra thì cái mùi nó tỏa ra rất mạnh. Mà cái mùi lá dứa là cái mùi mạnh mạnh mẽ đậm đà nhất luôn. Thì cái mùi này là một cái mùi mà Tuấn phải cầm review ngay. Nó không phải là một cái mùi xuất sắc, xuất chúng hay là quá hay, quá đỉnh, nhưng mà cái mùi cực kỳ văn hóa, cực kỳ gần gũi với lại cái đời sống của người Việt Nam mình. Thì đây là cái chai mà với cái tầm giá như vậy, nói thiệt tình là Tuấn
Tuấn thích nó ở cái yếu tố văn hóa. Đậm đà về yếu tố văn hóa thì đây là một cái điểm mà những cái người châu Á gọi là cái nước Hoa đó, họ đang xoay cái trục về hướng Á Đông. Các bạn thấy đó, dạo gần đây là những cái hãng châu Á nó đang bắt đầu nó xuất hiện nhiều nhiều hơn. Nó lên ngôi với những cái hương liệu mà chúng ta có thể bắt gặp ở trong cuộc sống rất là nhiều, như trà nè, rồi sau đó bây giờ là chúng ta có cái mùi cà phê, mùi gạo, những cái mùi mà nó cực kỳ thân thuộc, và với cái mức giá nó cạnh tranh hơn, tại vì chúng ta không có tốn tiền vận chuyển, chúng ta có những cái hương liệu chúng ta trồng được, khai thác được ngay tại cái vùng miền của chúng ta, thì đây là một cái tín hiệu mà Tuấn cực kỳ mừng. Đối với cái chai này á, nếu mà nói tới cái mức độ nam nữ đi, thì đây là cái chai theo Tuấn nghĩ là nó thiên nữ, tại vì cái mùi này là mùi lá dứa, thì các bạn thấy là mùi hơi béo béo, xanh xanh, rồi gọi là cái mùi béo á, mùi béo của lá dứa, một cái mùi đặc thù rồi, thì nó tạo nên cái cảm giác ngọt ngào, nó tạo nên cái cảm giác gọi là nó hơi hơi nội trợ chứ không phải là cái kiểu mùi nam tính rồi này kia. Xịt cái này vào cái dịp nào thì Tuấn nghĩ là bây giờ, thì Tuấn nghe ra cái mùi hoa nhài trong cái chai này khá là rõ nét. Cảm giác như chúng ta, nó rất là gourmand luôn, nó gourmand kinh khủng luôn, như một cái miếng bánh mà màu xanh xanh cốm mơn mởn, mà nó cực kỳ thơm, mình cực kỳ thích. Đây là một cái mùi văn hóa chứ không phải là nước hoa đây các bạn, gọi là xịt đi tiệc hay đi này kia, một cái mùi mà chúng ta chỉ xịt khi chúng ta ngồi một mình, chúng ta trải nghiệm, chúng ta gọi là nhớ về những cái kỷ niệm, nhớ về thời thơ ấu, nhớ về những cái món bánh mà chúng ta từng ăn, gọi là nó gợi nhớ cho chúng ta rất nhiều thứ về làng quê, về văn hóa, về ẩm thực, chứ không phải là một cái mùi các bạn xịt đi chơi hay đi khoe người khác. Nó tạo cho chúng ta cái cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn, êm đềm. Nếu các bạn xịt đi chơi đi làm này kia cho nó vui, gọi là cho có cái sự khác biệt với người khác, thì ok, nhưng mà nó không phải là một cái chai mà các bạn có thể xịt trong những cái dịp mà để lấy le hay là gọi là tạo cái ấn tượng với người khác, thì nó không có phải là cái ý nghĩa xài như vậy ha. Thì cái yếu tố nam nữ thì tôi nghĩ là nó thiên về nữ, khoảng 70% nữ xài nó sẽ hợp hơn nam. Đối với Tuấn thì Tuấn không care, cái mùi nào Tuấn thích thì Tuấn xịt, chứ Tuấn không có care tới cái vấn đề là giới tính nó như thế nào. Mình không quan tâm tới chuyện đó, và mình không có quan tâm tới cái sự phán xét của người khác là mày xài cái mùi nó đàn ông hay đàn bà hay gì, mình không care tới chuyện đó. Mùi nào mình cảm thấy mình yêu thích, mình làm cho mình có cái cảm xúc ấy, thì mình sử dụng thôi. Dĩ nhiên là chúng ta đừng, nói đi nói lại là đừng xịt một cách bất chấp để làm phiền người khác. Về cái yếu tố thời tiết, đây là cái chai mà tôi nghĩ nó sẽ hợp vào những cái ngày nóng, mặc dù nó có cái yếu tố nó hơi ngọt, nó có cái độ ngọt nhẹ. Trong cái bảng mùi thì có top note là gạo, hạnh nhân, sữa, middle note bao gồm hoa nhài rất là rõ nét, ngọc lan tây, hoa linh lan, lá dứa. Base note là có hổ phách, vani, gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương thì tạo cái độ creamy, nhưng mà chai này không mang tính chất woody nha, không hề có một cái yếu tố mang tính chất gỗ ở trong này, và nó không tạo cái cảm giác là bị ấm nóng của gỗ. Đàn hương trong chai này nó rất là ít, và nó tạo cái cảm giác creamy, nó hơi có cái độ béo kem nhẹ thôi, và vani nó tạo nên một cái độ ngọt nhẹ, nhưng mà nó không làm cho cái chai này bị ngọt gắt. Cái chai này thì theo Tuấn thấy là xịt trời nóng vẫn vô tư, chả vấn đề gì cả, thì cái nó chỉ tạo cho chúng ta cái sự mát mẻ và xanh của lá dứa. Trong khi hình dung tới lá dứa, chúng ta nghe thấy tới cái mùi mơn mởn, xanh xanh cốm, xanh xanh non như thế này nè, thì nó tạo cho chúng ta cái cảm giác như vậy, nó rất là mát và rất là dễ chịu, và cực kỳ kỷ niệm, cực kỳ văn hóa, cực kỳ ký ức. Thì đây là một cái chai mà lần đầu tiên trong đời tiếp xúc được cái mùi lá dứa trong nước hoa, và cảm thấy mình rất hân hoan để khi mình xịt xong là mình phải cho chai này lên sóng liền. Rất nhiều chai mua về rồi vẫn nằm trong siêu, rất nhiều bạn yêu cầu, nhưng mà thật sự với các bạn là Tuấn cứ phải cái chai nào mà nó khác biệt, nó làm cho Tuấn có một cái cảm xúc gì, nó không phải ở cái chuyện là thương hiệu nó bao lớn, bao nhiêu tiền, mắc hay rẻ, nhưng mà bất kỳ cái chai nào tạo cho Tuấn một cái cảm xúc thì Tuấn sẽ hân hoan mang nó lên sóng ngay. Khuyên mua hay không khuyên mua, với cái giá tiền này Tuấn nghĩ nên mua. Cái mùi nó thì nó không tạo cái cảm giác hóa học, tại vì Tuấn nghĩ là với cái thành phần hương liệu như lá dứa là chính đó,
thì nó rất là rẻ. Cho nên với cái mức giá này thì cái chai nó ở cái phương diện là không phải là rẻ tiền về hương liệu đâu, tại vì hương liệu lá dứa đồ này kia thì tôi nghĩ nó rất là easy, dễ kiếm dễ tìm ở Đông Nam Á, và nó làm cho cái chai này nó có cái độ thật. Thì đối với Tuấn, cái cảm nhận của Tuấn với cái hương liệu nó tạo cái độ thật hay không thật nó mới là cái chất lượng của hương liệu. Còn đối với những một số những cái tông mùi hoặc là những cái nốt mùi mà họ làm nó hơi bị synthetic, có nghĩa là tạo cái cảm giác nó hơi hóa học á, giống như mùi chanh, mà mùi chanh của cái trái chanh thật hay là cái mùi chanh của hóa chất để làm những cái vật dụng tẩy rửa đồ này kia, thì nó khá là, đối với Tuấn nó khá là khác nhau á, chứ nó không có giống nhau, nó không có cái độ sâu và nó không có cái độ thật. Thì đối với Tuấn cái chai này á, mặc dù nó rẻ tiền nhưng mà không phải là cái mùi nó ngửi vô là mình cảm thấy nó hóa chất, nó rẻ tiền, thì ở cái phương diện là chấp nhận được. Còn lại cái mức độ mà gọi là thành phần hương liệu nó thì Tuấn thấy cũng không có cái gì gọi là mắc mỏ để cái chai này nó phải đắt cả. Thì đây là cái chai mà nếu gọi là đáng mua hay không thì Tuấn nghĩ là đáng mua. Và các bạn mua bằng cái channel nào thì các bạn có thể tìm thấy ở trên Shopee. Shopee liên kết với những cái quốc gia lân bang á để mà các bạn có thể đặt về. Còn mua ở đầu sỉ ở Việt Nam thì người ta cũng phải áp phí, áp thuế đồ đi kia vô, thì tùy các bạn thôi. Nhưng mà đối với Tuấn thì đây là cái chai mà Tuấn rất mới đem về nhưng mà rất là ấn tượng. Chấm điểm sẵn sàng cho 8 điểm rưỡi. Tại vì nếu nói về cái mùi mà gọi là quá cao cấp, sang trọng, chảnh chẹ, sẵn sẻ hay cái gì thì đâu không, nó không phải là cái mục đích của cái chai này. Tuy nhiên đây là một cái chai mà khi Tuấn xịt ra là Tuấn cảm thấy bồi hồi, bâng khuâng nhớ về những cái gì đó nó rất là chân chất, nó rất là tuổi thơ, nó rất là gọi là trong sáng và ngây thơ á, cái kiểu vậy. Thì nó làm cho Tuấn cảm thấy thoải mái với cái tông mùi này. Thì đây là cái chai mà Tuấn nghĩ là đáng chơi. Còn lại thì những cái chai khác ở trong cái bộ này nó có bao nhiêu chai và những cái tông mùi gì khác thì từ từ mình tìm hiểu rồi mình cho lên sóng tiếp ha. Nhưng mà đây là cái mà Tuấn cần khi mà Tuấn chơi nước hoa nè. Tuấn cần những cái văn hóa ở trong nước hoa. Cái nước này và cái nước kia, cái khu vực này, cái vùng này nó phải khác nhau, nó phải tạo cái sự khác biệt. Một lời khen cho Minocos. Chai Pandan Sticky Rice xôi lá dứa, một lời khen rất lớn luôn. Thì mọi người cần thêm thông tin gì vào order và review nước hoa thì liên hệ vào những contact tác tôi để ngay dưới đây. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Mình hy vọng là mình sẽ quay lại con đường review. Thôi không hứa hẹn gì hết á, thì khi nào có hứng thì mọi người sẽ thấy Tuấn lú lên ha. Rồi cố gắng giữ sức khỏe nha, và đặc biệt là năm nay thì một cái năm tình hình kinh tế khó khăn chung toàn cầu, cho nên các bạn đừng có buồn. Ai cũng như vậy hết, thì chúng ta liệu cơm gắp mắm, chi tiêu trong cái khả năng của mình thôi. Có ít sẽ ít, có nhiều xài nhiều, chứ đừng tự gây áp lực cho mình, đừng có tạo cho mình những cái nỗi nỗi lo hay là những cái bất an gì cả, tại vì tất cả mọi người đều như nhau. Thì Tuấn cũng vậy, năm nay mọi thứ nó đều bê bết nhưng mà nếu mình suy nghĩ tích cực thì mình vẫn cảm thấy ok, nó cũng rồi nó cũng sẽ qua. Nhất là bác Trump ngày hôm qua đổ Nam Trung đắc cử lại rồi thì Tuấn cũng theo, gọi là hơi gọi là có cái chiều hướng là mê ông Trump, tại vì khi ông này ông lên đó, thì ông sẽ chú trọng vào kinh tế, mà cái kinh tế đầu tàu của Mỹ nó ổn định thì những cái vùng và quốc gia khác mới ổn định để mình tập trung mình kiếm tiền mình làm ăn. Chứ còn mà mấy ông nội kia cứ đem quân đi bem rồi này kia rồi cứ kích này kích kia lên đó, thì các bạn thấy đó, nguyên năm nay là chiến tranh cả hai ba điểm rồi này kia, là chúng ta không có làm ăn gì được cả. Thì cái chuyện này là một cái chuyện hẳn nhiên, cho nên đổ Nam Trung lên thì hy vọng là bắt đầu năm sau thì kinh tế nó sẽ dần hồi phục, nó ổn định lại, thì các bạn sẽ dư dả hơn để đến với Tony, để quan tâm nhiều hơn đến nước hoa. Chứ năm nay là các bạn lơ Tuấn rất nhiều, mà ngay bản thân Tuấn cũng lơ nước hoa khá là nhiều luôn hen. Rồi cố gắng giữ sức khỏe trong giai đoạn này nha, nhất là sức khỏe tinh thần. Rồi mọi người tạm biệt khi nào lên sóng nữa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tuấn.